thì mình nhìn cái vị trí mà mình vẽ, đây là cái vùng của chất xám, xin lỗi chất trắng, cơ quan là tiểu não hay anh chị? Tiểu não. Rồi. Cái số 1, cái vùng mà màu xanh mình mới vẽ đó là cái chất. Chất trắng. Cái vùng phía thứ hai là vùng chất xám. Thì mình thấy rõ ràng chất xám nó sẽ có 3 lớp. Cái lớp đầu tiên ở phía ngoài vô đây là lớp phân tử. Nha. Cái lớp ở giữa nhạt màu. Có những con tế bào đứng đây nè. Mình nhìn theo cái đường vẽ ha. Đây là lớp tế bào Purkinje. Cái lớp thứ ba đây là cấu trúc lớp hạt. Vậy là đối với tiểu não mình cũng thi 4 cấu trúc. À, cấu trúc lớp phân tử. Rồi. Cấu trúc thứ hai là những cái con tế bào này nè, đứng thành hàng. Cấu trúc lớp tế bào Purkinje. Rồi. Ở đây mình hỏi thêm một câu nữa, tế bào thì mấy anh chị trả lời dùm là tế bào Purkinje. Nha. Rồi, ở đây cấu trúc. Lớp hạt. Anh thầy ơi. Cấu trúc lớp lớp hẹp, nghe rõ là danh Nghe được rồi. được ha. Rồi cái cuối cùng là cấu trúc chất chất trắng. Vậy là tính từ trên xuống, cái vùng thứ nhất cấu trúc lớp phân tử, cấu trúc lớp tế bào Purkinje, tế bào là tế bào Purkinje, cấu trúc lớp hạt, cấu trúc chất chất trắng. Thì đối với cái lam tiểu não mình chỉ thi 4 anh này thôi và một con tế bào. Rồi mình nhìn cái hình này xong mình quay lại cái hình ban đầu thì mình thấy ha, mình định dùng lại cấu trúc chất trắng, lớp hạt, lớp tế bào Purkinje, lớp phân tử. Rồi tủy sống thì nó ngược lại, chất xám tủy sống nó sẽ nằm phía trong, chất trắng tủy sống sẽ nằm phía ngoài, nó khác với tiểu não nha. Thì đối với tủy sống thì cái này mình cũng biết là kinh điển rồi, sừng trước tứ giác là sừng vận động, sừng sau dài hơn nhỏ hơn, đây là sừng cảm giác. Rồi vậy thì thi nè, mình chỉ vô đây mình hỏi cấu trúc thì mình phải trả lời đảm bảo đúng hai cái chi tiết. Thứ nhất, đây là chất xám hay là chất trắng? Vậy thì cái đầu tiên của mình đây là chất xám. Rồi cái thứ hai, đây là sừng trước hay là sừng sau? Thì câu trả lời của mình là sừng sừng trước. Vậy thì khi mà mình chỉ cái mũi tên giống như vậy, mình hỏi cấu trúc, mấy anh chị phải trả lời được là chất xám sừng trước. Tương tự cấu trúc chất xám sừng sau nha. Rồi ở cái anh này cấu trúc ống trung tâm, những từ này trong sách có hết hả mấy anh chị? Ống trung tâm hay là người ta gọi là ống nội tủy á, từ nào cũng được hết. Vậy là trong cái vùng chất xám mình sẽ thi ba cấu trúc nè: chất xám sừng trước, chất xám sừng sau và ống trung tâm. Rồi chỉnh ra ngoài chất trắng. Bây giờ mình sẽ cắt cái đoạn này nè, phóng lớn lên thì đây là chất xám, còn đây là chất trắng. Trong chất xám mình sẽ thi một con tế bào là tế bào neuron vận động.
một con một thôi, còn neuron cảm giác mình không có học, mình không có trong nhu cầu. Tế bào neuron vận động hay là tế bào thần kinh vận động. Rồi ở chất trắng mình tìm một cái cấu trúc giống như cái hình đang vẽ, là một cái khoảng sáng màu trắng cộng với một cái sợi trục chính giữa. Đây là hình ảnh của sợi thần kinh có myelin. Tại vì cái bao myelin á, cái bao myelin là do những cái lớp tế bào nó quấn xung quanh, mà những cái lớp nó quấn nhiều vậy thì cái lipid nó liên kết nó kém lắm, thì mà mình nhuộm cồn á nó trôi ra hết à, nó còn để lại một cái khoảng màu trắng. Thì cái sợi trục của tế bào nó tạo thành một cái chấm giống như cái hình mình đang thấy. Đây là cấu trúc sợi thần kinh có myelin. Rồi, tóm lại ở tủy sống mình sẽ thi cấu trúc: một, chất xám sừng trước; hai, chất xám sừng sau; ba, ống trung tâm. Chỉnh lớn này lên bắt cái con tế bào này. Mình thi tế bào neuron vận động à. Rồi chỉnh ra ngoài chất trắng mình thi một cấu trúc là sợi thần kinh có myelin. Rồi toàn bộ cái này là atlas nó chỉ có là rõ rồi, cho nên mình lướt nhanh qua, cái gì mình tham khảo thêm. Cái này là cái dây thần kinh ngoại biên, thần kinh ngoại biên à. Thì lưu ý ha, cái vị trí mình đang vẽ lại cho mấy anh chị nè, đây là cái bao liên kết. Mà nếu như mấy anh chị nào mà làm ở mình mà có làm tiểu phẫu, có hoặc là có liên quan phòng mổ hay là ngoại khoa gì đó, thì mình sẽ biết cái bao này là cái bao bó thần kinh. Thì sợi thần kinh ngoại biên nó gồm có nhiều cái bó nè, một cái vòng tròn là nó tương ứng vòng tròn mình đang vẽ, và phía ngoài này nó có một cái bao liên kết rất là lớn. Thì phía ngoài cùng này mình gọi là bao ngoại thần kinh. Đây là cái vị trí mà mình khâu mai ở trong mà phục hồi dây thần kinh nè. Còn ở phía trong này nó rất là nhỏ, thông thường nếu như mà ở cái chỉnh hình vi phẫu á thì mình mới xử lý thôi, còn thông thường mình không làm không nổi, mình không có kính. Thì đây nè, ở đơn vị nhỏ nhất của nó cũng là sợi thần kinh có myelin giống như tủy sống, nguyên tắc nó giống hệt luôn, do đó nó có cái dàn trắng và một cái chấm ở giữa nha. Rồi tập hợp nhiều sợi kinh có myelin nó sẽ được một cái bao liên kết bao lại xung quanh, thì cái bao liên kết đó người ta gọi là bao bó thần kinh. Ở đây anh đối soạn cái này cho mình chỉ tới bao bó rồi, thì mình học tới bao bó rồi, còn cái bao ngoại thần kinh này mình không cần quan tâm. Vậy đây mình sẽ có thêm hai cấu trúc nữa: một là sợi thần kinh có myelin, hai là ở bao bao bó thần kinh. Rồi đó là cái dây thần kinh. Nhưng mà anh chị có hỏi gì ở phần phía sau không, từ cái phần cái mạch máu á, cái mạch máu cho tới cái dây thần kinh, tại vì cái phần sau này nó có trong atlas hết rồi, cho nên mình sẽ lướt nhanh qua cho anh chị. Mình có hỏi gì không anh chị? Hello. Cái con đại bào ở bên vô học hay là cái con tế bào lớn ở bên huyết học á, nó là một cái con thuộc cái nhóm của con tiểu cầu á, giống như tế bào mẹ vậy đó. Nhưng mà nó có những cái từ bên mô của mình đó, nó sẽ không có giống như cái từ ở bên cái lâm sàng, cho nên là lúc mà mình đọc đó, thì cái bên mô học nó diễn giải con đại bào nó giống như cái con mẫu tiểu cầu, nghĩa là cái con đó sau này nó sẽ phát triển và nó tạo cái con đường mà nó phân tách ra những cái mảnh tiểu cầu nó đưa ra ngoài biên á. Còn mình thì mình thấy cái hình ảnh nó đặc trưng trong cái tủy xương, cho nên mình đưa vô mình hướng dẫn thôi. Còn bên huyết học thì họ lại có một cái nhóm, cái con đường bên cái tiểu cầu nó mô tả chi tiết hơn. Nó sẽ có cái cấu trúc một cái con
ban đầu nó giống như con đại bàng. Còn sách mấy thầy bên mô thì mấy thầy viết chỉ tới mức độ đó thôi, nghĩa là nó liên quan đến con đường tạo tiểu cầu. Rồi, nếu như mà mình không có hỏi gì á, thì giờ mình nhắc mấy anh chị một tí xíu nữa thôi là về cái phần đọc Atlas. Nha. Rồi cái đọc Atlas thì nó sẽ có cái vấn đề là nếu như anh chị nào mà xài cái quyển cũ thì nó sẽ có hai phần, là phần chữ ở phía trước và phần hình ở phía sau. Nếu như quyển mới là hai phần này được gộp vào chung. Nhưng mà về cơ bản á, thì những cái phần chữ đó là những cái yêu cầu mà mình bắt buộc phải nắm được ở phần thực tập. Ví dụ như mình thấy cái bài biểu mô nó viết lằng ngoằng lèo ngoèo 4 5 trang A4, nhưng mà khi mà nó viết lại Atlas thì họ chỉ khoảng nửa trang, hơn nửa trang A5 thôi. Họ tập trung vào những cái biểu mô, ví dụ như biểu mô lát đơn, vuông đơn, biểu mô các tầng sừng quá hoặc là không sừng quá, thì đó là những cái từ mình dùng để mình làm bài thi. Thì nó chiếm khoảng 97 đến 98%. Trong quá trình giảng thì mình sẽ hướng dẫn anh chị thêm là những cái phần nào mà nó thuộc về cái quy tắc, nghĩa là cái quy tắc mà trước giờ bộ môn đặt ra để cho mình thi mình không có nhầm lẫn với nhau, thì cái đó mình sẽ nói thêm. Còn lại những cái từ nào mà trong Atlas họ quy định á, thì mình sẽ dùng những cái từ đó để mình trả lời những câu hỏi thi về cấu trúc, về tế bào, về cơ quan. Được ha, thì đối với Atlas thì mình chỉ nhắc ở vị trí này thôi để mình đọc, để về mình liệt kê những cái từ trong Atlas ra để mình biết đường mình học bài, để sau này mình có từ để mình ghi thôi. Rồi, nếu như không có vấn đề gì thì bây giờ hồi nãy là anh Huy tạo phòng hả anh Không em ạ. Em dâm ạ. Huy? À Nhân, Em anh Nhân dâm thì bây giờ nhóm mình, lớp mình hai nhóm luôn, thì sẽ chia nhóm ra học với nhau, hoặc là hình thức học sau đó là nhóm 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 sẽ tự tự học với nhau. Thì nếu như tự học khoảng thời gian 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi mà thấy cần để có thắc mắc để giải đáp, thì chắc là anh tạo phòng hoặc là anh nhắn, chắc điện thoại đi, anh nhá máy qua rồi mình sẽ lên lại phòng để giải đáp cho mấy anh chị. Còn nếu như mà mấy anh chị cảm thấy ok hết rồi, không cần phải giải đáp nữa, thì chắc anh Nhân cũng chịu khó nhắn giùm mình 1 tiếng, nghĩa là mấy anh chị đã kết thúc luôn cái buổi học, tới đó mình khỏi cần lên để mình tạo phòng nữa.